Các bạn có thấy gì không? Kim cương, trời, nó may mắn phải cả nồi. Học thì rốt mà suốt ngày cứ xin bổ lốp 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 cái đít mẹ chúng mày. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Bon Video. Ok, thì hôm nay mình sẽ chơi Minecraft Simple 1.16 các bạn ơi. Thì ok, thì trong một tuần qua thì mình đã có rất là nhiều clip intro. Thì mình không được làm clip sinh tồn với các bạn. Thì xin lỗi luôn. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip sinh tồn mới các bạn ạ. Thì đây là cái bản snapshot 20, bản mới nhất của snapshot luôn ấy. Ok, thì việc đầu tiên của mình là mình sẽ đi chặt gỗ. Ok, mình sẽ chặt cái cục gỗ trước nha. Đấy, thì mình rất là xin lỗi các bạn. Tại vì quá lâu rồi mình chưa vào sinh tồn ấy. Hôm nay mình vào sinh tồn lại cho các bạn xem. Đấy, ok, xin mình chặt hết nốt cái cây gỗ này nha các bạn. Wow. Thì ở cái season này á, ở cái phần này mình muốn là các bạn đặt thử thách cho mình, là bạn nào muốn mình làm cái gì á thì cứ comment bên dưới video cho mình biết nha. Ok. Đấy, còn sẽ làm một cái cây cúp các bạn ạ. Mình sẽ đào đá trước luôn. Làm một cây cúp. Ok, ngay mình sẽ đào một ít đá đây. Ok, còn bên kia có đá nè các bạn ơi, sẽ chạy qua đó mà lấy đá luôn nha. Ui, thì đó là tôi chưa chơi một cái series nào mà nó hoàn chỉnh hết. Ok, thì tôi mong là cái series này nó sẽ hoàn chỉnh nhất có thể luôn. Ồ, và đây có mía nè các bạn ơi. Ok, mình sẽ lấy ít đá chỗ này nha các bạn. Mình lấy tầm mười mấy viên thôi, vừa đủ thôi các bạn ơi. Rồi, tòa này là thời kỳ đầu đá ấy, mình sẽ... Ui, có một cái hàng, có một cái hàng dưới này các bạn. Ui, có sắt. Được, của ló các bạn ơi, có sắt là ngon lắm rồi ấy. Ok, có sắt nha, mình sẽ lấy sắt. Đấy, mình sẽ lấy vài ủa sắt mới vào là có sắt là thấy là ok lắm rồi các bạn ơi. Ồ, ngon nha. Đấy, mình sẽ đào một ít đá chỗ đây đi. Từ hy vọng là sẽ cho mình một cực kỳ nhiều sắt ấy. Tầm mình cần sắt ở lúc những tập đầu tiên rồi để mình xây, mình dễ xây một cái trang trại các bạn ạ. Đấy, ok, mình sẽ lên đây và chế đồ thôi. Mình sẽ craft dụng cụ bằng đá nha. Đấy, mình sẽ craft dụng cụ bằng đá hết luôn. Một cây cúp đá này. Một cây rìu đá, ok. Và một cây kiếm các bạn ạ. Ô, chết, tôi bị nhầm chứ. Một cây kiếm. Ok, thì nếu mà tập đầu tiên này mà đẹp được 35 lượt like thôi, ok, chỉ cần 35 like thôi thì mình sẽ cố gắng gia tập tiếp theo nhanh nhất có thể luôn. Mình rất thích chơi sinh tồn ấy mà. Tại vì các bạn biết tại sao mình cứ làm đi làm lại cái series sinh tồn không? Tại vì mình cứ làm mà các bạn chỉ ủng hộ mình trong tập đầu tiên thôi. Những cái tập sau các bạn không ủng hộ mình ấy thì rất là buồn. Thì nên là mình hơi cứ hơi bị nản ấy. Ok, thì mình mong là cái series sinh tồn lần này á, mình sẽ cố gắng các bạn sẽ ủng hộ mình thật là mạnh để mình có thể làm những series sinh tồn hay hơn. Đấy, video này mà đạt được 35 like thôi nha các bạn. Đấy, mình không cần bao nhiêu người đâu. Mình nghĩ 35 like là các bạn có thể làm được mà. Ủi, ok, mình sẽ làm một ít sắt ở đây nha. Hy vọng là sẽ được nhiều. Hai cục này, ba cục. Ôi, được 4 cục sắt chứ. Cũng được đấy. Ồ, mình sẽ đi xuống. Ồ, mình lấy một ít than ở đây nha. Có than luôn, ngon. Được con nhà bà nó luôn. Được của nó luôn. Thì hiện tại thì tôi đang ở Bình Thuận ấy, gần cái khu vực mà có dịch ấy, nên cũng là khá là nguy hiểm, nên khá là buồn. Vừa vui thì được nghỉ học và buồn là được dịch các bạn ạ. Khó hiểu thì chứ, biết ông nào tránh dịch như tôi thì thôi. Ôi, lại có sắt. Được phải nồi chứ. Ok, mình xuống đây mình lấy ít sắt nha. Ui, mình sẽ lấy một đá bắt lóc qua nha. Ui. Ôi ơi má, xuống cái hàng này nghe tiếng kinh vãi cái trưởng ấy. Ui, có sắt luôn, ngon. Ui, nếu bạn có nghe tiếng zombie không chứ mình là nghe hơi bị rõ luôn ấy. Ôi, có con dơi nè, corona nè, đỡ mồm đó. Ôi, mình sẽ
làm một ít cây đuốc nha các bạn. Chứ mà không có đuốc thì chú này zombie nó cắn thì toan đó nè. Ok thì mình sẽ làm mà. Ôi mình có được 44 cây đuốc luôn nè. Đấy. Chuối rồi. Cái hàng này ôi sắt lại có sắt nè. Ngon nha, mình sẽ lấy quả sắt ở đây nha. Ôi mình nghe tiếng zombie à. Đó là trưởng, ý biết ngay mà. Tới đây này. Biết ngay là có zombie mà. Ôi cắn đảo thế. Đảo thế. Đào thôi, đào thôi. Ok, mình sẽ cố gắng khám phá nốt cái hang này và mình đi tìm cái giường nha các bạn. Ôi, mình lỡ tay. Đi tìm một cái giường ấy, để mà tối mà có chỗ để ngủ các bạn à. Nếu mà không ngủ thì mấy con zombie nó càng tấn công ép hơn nữa. Đấy. Ok. Ở bên đây không có gì hết, thì mình sẽ đi qua bên đây thử. Đấy. Ui, cái hang này nó cũng rộng phết đó nhờ. Nó cũng ôi không có gì hết luôn. Sẽ cho đi xuống đây, tôi sẽ đào ít hang ngay chỗ này nha các bạn. Thì trong cái tập đầu tiên này mình sẽ đi khám phá thế giới thôi các bạn ơi. Đấy, mình sẽ đi khám phá cái thế giới của mình, coi thử nó có gì hay ho hay không, có những cái bạn cập nhật mới không. Thì tôi nói luôn là các bạn 1.16 này á cũng có một cái cập nhật nghe đời mới mà tôi vẫn chưa có thể mà có cơ hội mà đi qua được nghe đời đúng ý. Là buồn luôn. Cây và cái chuỗi tôi mà tôi không biết bên nghe đời nó có cái gì ấy. Tôi vẫn chưa khám phá được nghe đời chứ. Ôi con dơi đờ mở đó. Corona này thì corona của chú à. Ôi có sắt này các bạn, và sẽ đào ít sắt vô đây nha. Ôi cái dưới hang này khá là nhiều sắt đó chứ, cũng là ngon đấy. Mười mấy cục sắt rồi, hợp lý, hợp với nhà bà lý chứ. Lúc trước mình chơi thì mình vào cái thế giới thì không có sắt luôn các bạn à. Hên chứ. Ôi có nước các bạn ơi. Ôi ngủ nước, nước đẩy mình xuống rồi. Ôi dưới đây. Ủa gì đây? Ôi dưới đây là cái gì các bạn ơi? Ôi có sắt lại có sắt. Ngủ gì chứ, đây là một cái hang rất là sâu ấy. Ôi cái hang dưới đây sâu phải là trưởng các bạn à. Đấy, trời lại có sắt. Mình nghĩ là mình sẽ đào một nốt cái sắt chỗ này và mình lên thôi các bạn ạ. Cái hang này mình để một tập đầu đó mình sẽ đào thôi. Ok thì mình giờ mình sẽ lên thôi. Mình không muốn là mình sẽ bị toan trong tập đầu tiên các bạn ạ. Vì tiếng như những cái phần chơi trước thì tôi cũng khá là xui ấy, tôi sẽ bị toan trong tập đầu tiên là tôi sẽ bị chết ấy. Thì trong cái phần này mình sẽ không chỉnh chết cái mắc đồ nha các bạn. Mình vẫn mắc đồ bình thường luôn. Ok giờ mình sẽ lên thôi, mình sẽ kiếm một ít thức ăn để dự trữ và làm một cái giường các bạn ạ. Ok, mình đã trở lại các bạn ơi. Ok, để mình đã giết được 3 con cừu rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái giường các bạn ơi. Để mình ngủ qua đêm ý. Nếu mà không ngủ thì lát nữa zombie nó cắn tấn công thì mình stun các bạn ơi. Đấy. Ok, Squid Scream là một giấc ngủ ngon các bạn ơi. Ui. Thôi anh bãi cái trưởng gặp ba đúng 3 con cừu luôn. Ok, bây giờ mình sẽ kiếm có chỗ nào đó thật là thích hợp để mình xây cái nhà. Ui, zombie kia. Ok. Ở đây mình sẽ đi chặt một ít gỗ các bạn ạ. Ôi có mía, có mía nha. Mình sẽ lấy mía nha. Ôi mình nghĩ cái khu vực này cũng khá là thích hợp ấy. Mình sẽ đi lấy mía nha các bạn. Đấy. Ôi cái zombie nhiều thế nhờ. Ở đây đông quả cái trưởng. Ôi có cả gà. Ôi cái gì đấy. Skeleton á. Skeleton á. Con người xuống đi. Ủa có xương không? Ủa có xương nè bạn ơi, mình sẽ qua thường học thử mấy con chó sói nha. Đâu để mình qua mình coi thử với một cái cục xương này nhân phẩm mình có tốt hay không. Để mình thường hồ đồng thử một con chó sói nào hay không ấy. Ok. Chỉ qua đây mình coi thử có chó sói không nha các bạn. Ui. Đâu chó sói mình nhớ là hướng bên này nè. Ủa gì đấy? Cái gì vậy nhàng? À hình như là ho. Bình thường. Chả có gì hết á. Ôi chó sói, chó sói kìa, chó sói kìa. Hello my friends. Ui. Hy vọng là sẽ thành công như các bạn một cuộc xưa rồi. Hy vọng là sẽ phục vụ được một con chó sói. Trời ơi. Vãi cả chuyện à.
nhân phẩm tốt thế. Một cục xương rồi thường phục luôn ngay một con chó sói. Ok, thì đây là một người bạn đầu tiên của mình luôn trong cái cuộc hành trình này. Ui, hình như cái con cù bị chó sói giết thì sao ấy. Ok, thì mình sẽ qua đây, mình sẽ thịt mấy con heo này các bạn. Mình sẽ làm, mình sẽ kiếm một ít thức ăn dự trữ cho cái phần sau. Hello my friend. Ok. Chết đi em ơi. Uầy, chó sói nè, các bạn, mình sẽ cho chó sói ơi. Mình sẽ test cái khả năng cắn con chó sói nha các bạn. Đấy, cắn đi em ơi. Bập chữ. Cũng là bạn của tôi em à. Ok, mình sẽ đi qua đây mình chặt một ít gỗ để mình dự trữ để phần sau mình có thể xây nhà. Ok. Ui. Cái gì? À, con chó của mình đi. Mình sẽ bơ qua đây nha các bạn. À, khu vực này khá là đẹp ý chứ. Ok, mình sẽ đi chặt ít gỗ nha các bạn. Ok, đây là cái cây gỗ mà mình rất cực kỳ ghét chặt mấy cây gỗ cao nha. Ví dụ như cái cây này á, chặt á, nó nhiều khúc gỗ vãi chưởng các bạn à, chặt hoài mà không hết. Mình chặt những cây bình thường thôi. Ok. Ui, chỗ đây cũng có gỗ nè. Chỉ chặt mấy cái cây gỗ sồi trước nha. Gỗ bạch dương thì từ từ đi. Rồi, mình cũng không thích trang trí nhà bằng gỗ bạch dương lắm mấy bạn ạ. Để mình suy nghĩ cái cách thiết kế căn nhà trong tập đầu tiên ấy, mình sẽ xây. Chứ mình cũng không muốn xây nhà bằng gỗ bạch dương ấy. Đấy. Ui, bên kia có cả cù chứ, nhiều chứ. Khá là may mắn luôn, trong cái tập đầu tiên mình kiếm nhiều cù luôn mấy bạn ạ. Ok, được của ló nha. Mình sẽ chặt một ít gỗ và mình sẽ nếu mình sẽ qua kia và mình đưa một ít sắt lên và mình sẽ làm bộ giáp để mình sẽ xuống cái hang đó mình khám phá tiếp. Hy vọng là sẽ có kim cương hay là một cái thứ gì đó vậy ạ. Thì cái trong mình đã nói trong nãy rồi, thì trong tập đầu tiên mình sẽ đi khám phá thôi, mình không làm gì nhiều các bạn ạ. Đi khám phá thôi. Và trong tập tiếp theo thì mình xây cái căn nhà để mình trong thời gian giữa hai tập thì sẽ quán nghiên cứu căn nhà nó hợp lý nhất. Mình sẽ xây. Ui, có táo này ngon nha. Một trái táo. Ok, mình sẽ qua đây nha bạn. Mình sẽ ui, có ngựa. Ok, mình sẽ để đây và mình sẽ làm một cái lò nung. Lò nung luôn ta. Đấy, một cái lò nung nha các bạn. Sẽ nung sắt. Rồi. Đấy. Làm thêm một cái lò nung đi. Chứ một cái không đủ các bạn ạ. Thêm một cái là nung thịt. 8 cục thịt nữa các bạn. Mình sẽ bỏ một cái cây cúp gỗ vào. Và một ít gỗ. Đấy, ngon ngay thì trong thời gian... Ủa, có con ngựa đi. Trong thời gian mà nó nung thì mình sẽ đi pha thêm một ít gỗ nha. Ok, ở trên này có gỗ nè. Ui, thì mình vẫn trong cái phần chơi này mình vẫn không có cài cái resource patch nào nha các bạn. Mình để cái default của cái resource patch của 1.16 luôn. Ok, mình chặt cái cây gỗ này nha. Ủa, con chó sói đâu? À đây, chỗ đâu? Nó bị mắc rồi chứ. Ôi, đói quá, mình ăn một miếng thịt của zombie nha các bạn. Đấy, ok, mình xuống đây mình có ẩn nông xong chưa. Ôi, ở đây cũng khó lắm. Có cù, có gà, có heo, có bò luôn. Thuận tiện vãi cả trưởng ấy chứ. Chết thì khá là uổng. Nên mình có lại trời tối nữa chứ. Ok, mình sẽ đi xuống cái hang đó này. Uầy, mình sẽ đặt cái chỗ này ra đây. Đấy, chỗ này. Cái nguồn nước ở chỗ này nó khó chịu chứ. Mình sẽ để đây mà làm cái chỗ mà đánh dấu nha. 3 cây đuốc này, 4 cây đuốc này sẽ là cái chỗ mà mình sẽ đi xuống. Ok, mình sẽ đi xuống cái hang này. Ồ, vãi cả chữ rồi. Ui, có lava chứ. Ui, cái gì? Cái gì đây? Ui, có sắt nha các bạn. Ui, thật là nhiều sắt luôn chứ. Ngon. Mình sẽ đào sắt vô đây. Ui, có con chó chó này. Cái con mèo này khốn nạn thiệt chứ, vào đây làm gì? Bố mày đang đào sắt thì mày không thấy à? Quầy nghe tiếng zombie chứ. Ok, mình sẽ lấy sắt ở chỗ này.
đâu ta ở đây đây. Ôi, khởi đầu tiên nó khá là may mắn luôn nha các bạn. Ủa này có gì không? Ôi có vàng. Có vàng thì con mẹ nó vời. Ui, hang này giận vãi cái trưởng các bạn ạ. Coi, mình sẽ qua đây thử. Ui có sắt dứng kìa. Ui, dưới đây có một cái hang. Cái hang này nó sâu vãi các bạn ạ. Gì đây? Cái gì đây anh ơi? Bình tĩnh chứ. Các bạn có thấy gì không? Kim cương. Trời, nó may mắn vãi cả rồi. Ok mà chia. Gì đây? Bình tĩnh các anh ơi. Bình tĩnh nào. Ui, mình sẽ chỗ này cho nên tổng tí thì mình sẽ đào nha. Ở trên đây có một con sike tại nó mê mình nha các bạn. Ok, mình coi thử ở trên đây có bao nhiêu cục kim cương nha. Ok, tìm được kim cương trong cái tập đầu tiên cũng khá là may mắn ha. Ui, ở trên đây có con sike, con sike tình đấy chứ. Ui, con dơi nè các bạn. Tưởng con gì chứ. Ôi, bao nhiêu cục, hình như là 4 cục kim cương thì phải. Ok, mình cố gắng rồi. Đây là những cái viên kim cương đầu tiên mình tìm được nha các bạn. Hy vọng. Ê, chuẩn con mẹ luôn, 4 cục kim cương. 1 nha, 2, ủa có 3 chứ. 3 cục kim cương à. Trời ơi, vãi. 3 cục cũng là được rồi. Ok, thì 3 cục kim cương là mình sẽ làm cái cúp luôn nha, cúp kim cương luôn nha. Đấy, các bạn biết tại sao mình làm cúp kim cương hay không? Tại vì mình sẽ đào luôn mấy cục obsidian này các bạn. À, để mình sẽ qua Nether sớm nhất có thể các bạn, khám phá Nether ấy. Ok chưa? Đấy, mình sẽ đặt cái ô nước ngay đây. Cái hang động này nó có khá nhiều các bạn ạ. À, mình sẽ đi khám phá từ từ nha. Ok, mình sẽ đặt cái cục obsidian này. Mình cần đặt 10 cục thôi các bạn ạ. À, 10 cục thôi là vừa đủ rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi lên thôi các bạn ạ. À, bây giờ mình sẽ kiếm cái hướng mà đi lên thôi. Mình không muốn khám phá tiếp cái hang này các bạn ạ. À, nếu mà khám phá tiếp. Ui, kê này. Sợ kê. Ồ, hai con luôn. Hai con luôn các bạn ạ. À, nguy hiểm vãi. Mình xuống đây mình ăn ít thịt đi. Ok, giờ mình sẽ đi lên nữa các bạn nhé các bạn. Ok, giờ mình sẽ đi lên thôi các bạn. Từ từ mình sẽ khám phá cái hang này sau, trong một thời gian ngắn nhất. Ok, mình sẽ đi qua đi ngủ thôi.
Khá là may mắn là trong tập đầu tiên mình tìm được 3 viên kim cương. Hộp của nhà bà Lý liền. Ok, đi ngủ đây.